Sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng hát tiếng Anh, tiếng Pháp, cô bé Jennifer Thiên Nga được khán giả biết đến với danh hiệu Á quân VAS Got Talent và cũng từng được biết đến là học trò nổi bật của ca sĩ Vũ Cát Tường và Siêu Binh Hoàng Sơn. Mới đây nhất, cô bé tiếp tục được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dẫn dắt. Live show Thiên Thần Ước Mơ sẽ là cột mốc đầu tiên mà Nguyễn Văn Trung xây dựng cho cô học trò nhí, với sự góp mặt của dàn diễn viên như nghệ sĩ Chí Tài, Quang Hà, Thiên Khôi. Đặc biệt hơn, lợi nhuận thu được từ đêm nhạc sẽ được Thiên Nga dùng cho mục đích thiện nguyện, xây dựng các thư viện cho học sinh ở vùng sâu vùng xa. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay.